dụ như cây này là 120 nè, rồi cây này là 150 nè, rồi đó thì như mấy này thì cũng trăm mấy cây nè, tùy theo cây có mấy cây thì cả nhà mình mua mua ủng hộ nhà vườn ha, mua hết ủng hộ nhà vườn cũng được, thấy cưng quá, ủng hộ nhà vườn đi, nội cây này thôi mình mình đủ vốn rồi nè, đó 100.000 đồng cây như thế này, cưng chưa? Đó. Mà cái giá này cả nhà mình lấy hết giùm nhà vườn đi ha, lấy hết giùm nhà vườn đi thì 100.000 đồng cây nha, còn lẻ lẻ thì có thể tùy cây. Thì giá xô vậy đó cả nhà, tại có mấy cây nhà vườn muốn bán bán hết luôn cái khúm này vậy đó. Đó. Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em có đến nhà vườn của cô Út tại xã Tân Thiện, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để quay cho cả nhà cùng giao lưu với nhà vườn mình một vài lô mai giống ha. Thì đây cũng khá khá là lâu rồi nay trở lại với nhà vườn mình. Thì bên nhà vườn của cô Út thì hôm nay giao lưu chúng ta những cái mặt hàng nè, siêu bông Sài Gòn, siêu bông Bình Lợi, Cúc Thọ Hương và một số giống khác ha. Thì như cả nhà mình biết thì ở đây thì bên nhà vườn của cô Út thì em quay mỗi năm thì bán đất đồ đó. Thì cái hôm nay bên nhà vườn mình thì là đất cũng có người là bỏ cọc rồi, thì chắc cũng ít hôm nữa là bán ha. Thì mong cả nhà mình thí dụ như có thấy được cái clip này thì mình mua ủng hộ nhà vườn, coi như là còn được số may nè, mua ủng hộ nhà vườn để nhà vườn coi như là trả đất ha cả nhà. Nói chung hoàn cảnh khó khăn lắm, thì cả nhà mình thấy em quay có nhiêu quay hoài vậy đó, chứ giờ không có tiền mua cây nữa cả nhà. Cái đó là sự thật ha. Bo ở đây Bình Lợi đây là cũng em cắt em cho bo không á mới có đó, chứ cũng không có mua luôn, cả nhà mình thấy thông cảm cho nhà vườn nha. Thì trước tiên á, thì mình quay cái giống cũng tương đối đang hot đi, thì đây bên nhà vườn mình cái hàng gốc nhất á, thì bán 80.000 đồng một cây nha cả nhà, 80.000 đồng một cây. Thì em lấy đây cho chúng ta là cái chiều cao nó tầm khoảng 2 tấc đi, 22 tấc. Thì tất cả ngày hôm nay á, thì cái đơn á, thì đều là 300.000 bao phí ship hết cả nhà. Thì đây mai giống là Bình Lợi nè, 80.000 đồng cây. Còn những cái dạng mà ở đây có mấy cái dạng cục cục gì nè, ví dụ như tùy cây, ví dụ như cây này là 120 nè, rồi cây này là 150 nè, rồi đó thì như mấy này thì cũng trăm mấy cây nè, tùy theo cây có mấy cây thì cả nhà mình mua mua ủng hộ nhà vườn ha, mua hết ủng hộ nhà vườn cũng được, thấy cưng quá đó. Rồi kế tới là quay qua cái hàng mai giống cho cả nhà xem, thì nó cũng có quấn rễ vậy nha, siêu bông Bình Lợi cả nhà, quấn rễ như vậy vậy. Thì cả nhà mình có nhu cầu mua giống thì nhờ nhà vườn lựa cho chúng ta những cái hàng mà có cái tàn nhiều á, đang đem về mình ghép ha. Giá 80.000 đồng cây, thì cả nhà mình gộp đơn lại bao nhiêu cây á, thì không biết, nhưng mà đủ 300 thì nhà vườn sẽ bao phí ship cho chúng ta. Riêng về cái mặt hàng Bình Lợi á, mặt hàng nè, rồi qua qua tới cái hàng Thọ Hương. Thọ Hương thì bây giờ bên nhà vườn mình coi như là bán giá mai đơn thôi, 150.000 đồng một cây như thế này cả nhà xem nè. Đó, 150 một cây mà cây cũ bự 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 như thế này không nha. Về cô chú anh chị mình cắt lại làm phôi cũng ngon nữa, tại vì cái gốc nó to mà nó hừng chậu rồi ha. Đó. Ở đây có lai cây Thọ Hương này, nó có lai bo ấy nè, bo Đại Lộc nè, bên Đại Lộc bên Thọ Hương nè, đó 150 cây, thí dụ như 2 cây là 300 nhà vườn bao phí ship chúng ta rồi đấy. Em thí dụ cả nhà mình đi, ví dụ như cây này ha, em thì đó, như hai cây này đi là 300.000 nè, bự chảng luôn, nằm trong chậu 2 hai tấc với 2 tấc 2 đó là 300.000 một cặp như thế này ha, giá phải nói là rất tình cảm luôn. Nói chung đây như nhà vườn của Út là bán nặng coi như là cái này không có phải trả mặt bằng nữa, thường thường nói bán sổ để trả mặt bằng nè. Còn cái này á, là nhà vườn mình bán sổ để làm chi, để giao đất ha, là đất là tương đối là người ta có đặt cọc rồi đó. Cả nhà mình xem có những cây bự bự vậy luôn nè, 150 cây thôi, cả nhà mình hốt hết lô giùm nhà vườn đi. Nhà vườn của cô Út trả đất ngang gốc đẹp nha, gốc của lô này khá khá không á, mà bán hôm đó nay sao bán chưa được á chứ đó. Cả nhà mình xem có 150 cây bự, nhưng mà cái tàn này cả nhà xem nó khủng hoảng nha, chứ không phải nhỏ nha, tàn bự bự vậy nè, 150.000 đồng một cây cho là cúc Thọ Hương nè, quá trời tàn luôn nè, đang bông luôn cái nè, đang có bông.
này thấy coi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 là cái này còn khoảng 30 cây nha, khoảng 30 cây, có một số đôn bên kia nữa. Ví dụ như cả nhà mình mua hết đi, mua hết cái này thì bên nhà vườn hàng đôn này luôn, rồi nhà vườn gộp lại bán rẻ rẻ cho người ta. Tại ơi tính ra giờ nói dữ người ta. Đó, nhìn cả nhà mình thấy quá trời củ đế vậy, nào chỉ có 150 cây, giờ đi mua đâu giờ cả nhà, đi mua cây giống, giờ mấy cây giống Bình Lợi mấy chỗ khác người ta bán cũng hết 150 cây rồi. Ở đây nhà vườn cái cây bự bự giờ bán 150 cây đó, thấy thương nó tội nghiệp lắm nha, hoàn cảnh khó khăn thì giờ bán được nhiêu hay nhiêu. Rồi qua tới cái hàng giống đủ loại nè, giống đủ loại thì đây gốc đã liền cốt hết rồi. Liền cốt thì cũng có quấn đế đồ ha, thì đây có cúc thọ hương nè, rồi cúc vít, rồi một số dảo này nọ ha, thì đây bên nhà vườn mình giao luôn ta, thì đây 40.000 đồng cây đó, 40.000 đồng cây, tất cả các đơn đơn đều gộp ba đủ 300.000 là ship và bao ship 1 2 3. Đó, nó cao cao 6 7 tấc cũng có nữa, dảo rồi này nọ đủ thứ. Đó, cả nhà mình thấy mê chưa, là 40.000 đồng cây ha, 40.000 đồng một cây là nhà vườn đã 300 cây là bao phí ship cho ông ta. Rồi kế tới cái hàng mà nhất siêu bông Sài Gòn nè, nhất siêu bông Sài Gòn thì cái hàng chậu như thế này là 90.000 đồng một chậu nha cả nhà. Đó, thùng đường rồi chậu như này nè, 90.000 đồng chậu, nó là siêu bông Sài Gòn nha, siêu bông Sài Gòn thì tất cả các đơn đều gần lại đều là 300.000 đồng, 300.000 đồng là bao ship cho ông ta về siêu bông Sài Gòn. Đó, thì cả nhà mình thấy ví dụ như có cái hướng mình nuôi giờ nuôi hay này nọ đó, mua ủng hộ nhà vườn để nhà vườn bán trả đất ha, giao đất. Rồi cái tới là siêu bông Sài Gòn, siêu bông Sài Gòn gốc 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 nhớt nè, thì cái hàng lùng lùng này có hai mặt hàng, cao bên kia thì 70, còn lùng này thì nó là 40.000 đồng một cây nè cả nhà. Xem cái bông nè, chuẩn chuẩn Sài Gòn chưa, bông to vật quả luôn ha, to đùng luôn nè, quá trời to luôn, 40.000 đồng một cây. Thì cũng có quấn rễ đồ này nọ ha. Đó. Lâu quá bên nhà vườn mình không bán thì không có nắm cái giá, không biết là có phù hợp với giá cả bây giờ không, lâu quá em cũng không bán luôn, thành ra thì có gì cả nhà mình thông cảm nhà vườn nha. Tại hôm đó nay cô Út trước Tết đó thì có mua dưa hấu về bán, giờ hết mùa rồi. Giờ bắt đầu là còn bao nhiêu mai này quay bán hết cho người ta. Ví dụ như cả nhà mình thấy cái giá như nhà vườn đưa ra như vậy, nhưng mà có phải thấy phù hợp hay không, thì nếu như mà không phù hợp đó thì cứ alo thương lượng giá cả nhà vườn, mà em thấy thì giá nó cũng tương đối là ok cả nhà. Như cúc thọ hương cả nhà gốc bự bự vậy có 150 cây, còn như siêu bông Sài Gòn trước mắt người ta nhìn bự chảng vậy là 200.000 đồng cây cả nhà xem. Đó, cục cục bự bự vậy nè, chứ không phải nhỏ nha, 200.000 đồng cây, nó thừng chậu hết trơn đó các cô chú chị xem. Đó, 200 và cái đơn 300.000 là bảo đã bao phí ship rồi. Đó, cả nhà thấy không? Dễ chơi như thế đó. Ở này là siêu bông Sài Gòn nha cả nhà, siêu bông Sài Gòn thì 200.000 đồng cây, cái đơn cả nhà cứ gộp lại đơn đi, 300.000 đồng thì bên nhà vườn sẽ bao phí ship cho ông ta. Ok chưa hả? Rồi kế tới là cái bên này thì còn cái siêu bông Sài Gòn loại cao nè, loại siêu bông Sài Gòn lá lớn đó cả nhà, siêu bông Sài Gòn lá lớn đó, thì cái hàng này là 70.000 đồng cây. Cái này cả nhà mình lấy bo thì đừng có nói tới, nó cao 7 8 tấc hết rồi, là 70.000 đồng một cây ha. Rồi bên này còn một cái khúm nhỏ siêu bông Sài Gòn dễ thương lắm, đây nhà mình xem nè, cái khúm nhỏ này rất là dễ thương, bên nhà vườn mình bán 100.000 đồng cây, 1 2 1 nè, 2 nè, cái này gốc nhớ không phải, 1 2 3 4 5 6 ha, cái này là 6 6 cây là 100.000 đồng cây. Cả nhà mình mua được mua hốc ủng hộ nhà vườn đi, nội cây này thôi mình mình đủ vốn rồi nè,
Đó, 100.000 đồng cây như thế này, cưng chưa? Đó. Mà cái giá này cả nhà mình lấy hết giùm nhà vườn đi ha, lấy hết giùm nhà vườn đi thì 100.000 đồng cây nha, còn lẻ lẻ thì có thể tùy cây. Ừ, thì giá xô vậy đó cả nhà, tại có mấy cây nhà vườn muốn bán hết luôn cái khúm này vậy đó. Đó, 100.000, 100.000 cũng có duyên lắm nha, có cây này thì nó không bằng mấy cây kia, nhưng mà cả nhà xem thấy thương chưa, cưng ha. Rồi thì em xin nhắc lại nha, hôm nay bên nhà vườn mình giao lưu chúng ta những cái mặt hàng, thứ nhất đó là siêu bông Bình Lợi, siêu bông Sài Gòn, cúc Thọ Hương và một số giống khác, thì giá cả thì phải nói cũng rất là phù hợp chúng ta luôn. Thì cô chú anh chị có nhu cầu hoặc là thấy, nói thẳng là thấy tội nghiệp bên nhà vườn đi thì mua ủng hộ nhà vườn ha. Thì em cũng cảm ơn rất là nhiều, thay mặt chủ nhà thì cảm ơn cả nhà rất là nhiều ha. Thì trong thời gian qua thì bên nhà vườn mình thì gốc mai thì không có đẹp, nhưng mà được cô chú anh chị mình ủng hộ cũng khá khá ha. Thì rất mong cả nhà mình ủng hộ bên nhà vườn mình clip này. Rồi chào tạm biệt cả nhà nha, chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như thật nhiều sức khỏe nha.